tham sắc đẹp, rồi tham đồ tốt, quý vị. Tự nhiên nó vậy chứ có ý khởi gì đâu, quý vị. Như vậy nó nằm ở đâu quý vị? Tham sân si tất cả nằm ở trong biển A Lại Gia Thức mình, ở phía bên trong đó quý vị. Thì cái nào nằm ở bên trong đó thì nhà Phật gọi là căn bản phiền não. Nó nằm bên trong căn bản, tức là nó có từ trước khi chúng ta sinh ra rồi, chứ không phải nó mới đây đâu. Thương yêu hay ghét là nó có từ kiếp trước rồi đó quý vị. Nó đã hình thành rồi, nó hình thành rồi. Tại kiếp trước giật hội người ta, kiếp này làm gì nhìn ta mà thương nổi đó quý vị. Nhìn mặt là thấy ghét liền. Kiếp trước hành hạ ta, kiếp này nhìn lên mặt thấy ghét mình. Có những người quý vị, kiếp này mình nhìn lại mặt nhau xong không ưa. Hỏi người đó có gạt lường gì mình không? Nói năng có mất lịch sự gì mình không? Không, không gạt lường, thấy mặt không ưa. Là tiếp người này phải tiếp người tôi ưa. Thì chính cái tiếp người ưa hay không ưa đó là nó đã dính dáng với cái ở trong kiếp trước đã gieo nhân với nhau rồi. Đó quý vị, nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức mình phía bên đây nè. Còn ở trong kiếp này, khi mà ở trong kiếp này mà chúng ta nhìn cái người đó quý vị, thì người ta gieo một cái nghiệp mới. Như vậy thì cái ý của mình khởi lên đó quý vị, tạo thành một cái dòng nghiệp nhân. Đó quý vị, mà mình có bao nhiêu cái nghiệp nhân, tỷ cái nghiệp nhân luôn đó quý vị. Nó quấn xung quanh cái bản ngã chúng ta, quấn xung quanh bản ngã chúng ta, nó lôi chúng ta sanh ra đó quý vị. Mà khi nó lôi chúng quanh ta, đầu nó chi phối. Cái thứ nhất đó quý vị, nếu mình sống trong dục thì nghiệp của biển dục nó chi phối, nó chia làm ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất nhiên là nếu mà chúng ta sống ở trong dục giới thì cái dục nó chi phối, sống trong sắc giới thì ham thích sắc nó chi phối, sống vô sắc giới thì ham thích cái vô sắc giới nó chi phối. Như vậy là chúng ta đang sống ở trong nào? Dục là ham muốn. Như vậy thì mình coi cái người nào mà có không ham muốn hay không? Quý vị, người nào có không muốn không? Muốn nhà, muốn cửa, muốn tình, muốn xe, muốn cổ, cái gì cũng muốn. Nha quý vị, có phải vậy không? Trong tâm có người làm mình muốn, cái gì mình cũng muốn hết chứ không quý vị. Muốn tốt đẹp, muốn cái này, muốn kia, tôi muốn này, tôi muốn kia, đâu phải để gì không? Vì mình đang sanh trong dục đó. Nha quý vị, mình đang sanh trong dục. Thì mình đang sanh trong dục thì toàn thể thân khẩu ý của mình là nói ra ở trong dục hết. Tất cả các cái đều là ham thích hết đó quý vị. Vì vậy thì Đức Phật tìm ra được nguyên nhân của người ta đau khổ rồi, là cái tập đế. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế: ái dục sanh khổ. Cái gì? Thương yêu cái dục đó đó rồi sanh khổ. Cái gì? Dục là ham muốn đó. Vì vậy thì ba mẹ chúng ta ham muốn sanh ra mình, giờ mình sống cho ham dục. Vậy thì bắt đầu người ta ham muốn rồi mình đổ tội: tại sao lại ham muốn? Tại ta sanh ra dục mà. Từ trong dục chúng ta sanh ra đi, ham muốn nó sẵn có rồi. Nó có gì? Anh muốn sẵn có rồi. Nên đó quý vị, cái người ta nhìn thấy nghe cái tự nhiên ta ham, ta thích. Nội nghe ca sĩ cái ái mộ liền, cái gì cũng là dục đấy. Nó quý vị, người nhìn người khác máy phái cái chạy vô, nó dục đấy. Nó quý vị, nó chẳng gì, tại sao có vợ bé, dục đấy. Nó quý vị, như vậy là tại sao là mình đi cướp người ta, dục đấy. Nó ham, nó muốn quý vị. Như vậy thì chúng ta sống trong cái biển nghiệp mà của dục rồi. Thì tất cả cái như vậy thì Đức Phật chia ra năm cái dục chính, chứ mua ngàn cái dục phụ là năm cái dục chính. Nó gọi là ngũ dục. Trong cái ngũ dục, năm dục chính: tài sắc danh thực thì. Tài là tài lộc, tiền tài của cải vật chất. Sắc tất nhiên là cái đẹp, cái đẹp của người đàn ông, đàn bà, cái đẹp của cải vật chất, chứ không phải nói là cái đẹp của đàn ông, đàn bà không. Sắc danh là ta đây muốn mình nổi hơn người khác, gọi là làm nổi, gọi là danh. Cái gì là bỏ không được đâu. Nói gì, thực là gì? Là miếng ăn miếng uống, quan trọng lắm. Rồi thùy là ngủ nghỉ, chỗ ăn chỗ ngủ chỗ nghỉ, giấc ăn giấc ngủ giấc nghỉ. Đúng không quý vị? Như vậy là tài sắc danh thực thì, ai mà vượt qua này thì bắt đầu người ta vượt qua dục, người ta hết đau khổ. Đúng không quý vị? Vượt qua cái nghiệp của dục, mình năm cái nghiệp này chi phối hết đó quý vị. Tài, có ai không có tiền nhưng mà dám ra đường không? Tài đó gọi là tiền tài đó. Tài tức là lợi ích. Đúng không quý vị? Lợi ích về là của cải vật chất. Ai không có nhà không? Đó quý vị, ai không có cái sở hữu? Tài tức là cái của mình để phục vụ cho chính mình, đó gọi là tài. Không ai thoát ra khỏi chữ tài này nổi đâu. Đó quý vị, bậc thánh thôi, còn giảm ít thôi, chứ không bao giờ ai thoát ra khỏi chữ tài này nổi đâu quý vị. Người muốn tu dữ lắm nhưng mà dính tùm lum. Đó quý vị, mở cái này ra kinh doanh cái kia, kinh doanh cái nọ. Đó quý vị, muốn tu lắm, muốn tu để giải thoát nhưng mà cuối cùng lại thắt vào. Đó quý vị, nên thâu sâu thẳm trong tâm ta vẫn muốn tài. Đó quý vị, vẫn muốn tài, vẫn muốn tiền tài. Thâm sâu trong con người đi bố thí cũng muốn tài nữa, bố thí để được phước.
phước để có tài. Thẩm sâu ở trong nó đã chìm nhiều kiếp nhiều đời ở trong đó rồi mình mới khổ, nó tên tối ngày lây quay với cái đó không à. Nó có gì tìm cách này tìm cái kia để tìm ra tiền ra bạc ra của cải vật chất, lây quay không nó khổ đó. Tài rồi tới cái sắc đó có gì là ai cũng muốn đẹp chứ, không đẹp sao dễ chân mày. Nó có gì không đẹp sao gửi đồ, không đẹp sao tham môi son, không đẹp sao mà nhuộm tóc. Nó không có gì. Thậm chí cái mỏ cũng cái mỏ cho nó đẹp nữa, mỏ Đài Loan mới chịu, mỏ Việt Nam không chịu, chuông phải chuông Huế, chuông Đồng Nai không chịu. Nó không có gì, thấy không, tới tu rồi. Áo này là phải áo Đài Loan nè à, chứ áo giải tám Việt Nam chơi. Nó không có gì thấy không. Vậy thì ai lọt qua khỏi cái đẹp đó không? Nó không có gì. Sắc đó, ai lọt qua cái sắc đó không? Nếu mà lọt qua sắc thôi sao cũng được. Mắt mình sao cũng được chứ đâu bấm mắt cara carac gì đâu. Nó không có gì. Bấm tùm lum. Nó không có gì. Cái lông mi có nhiêu đây đưa ra cả thước đây nặng chết luôn cũng đưa để cho nó đẹp. Nó không có gì thấy không? Cái môi đây yên rồi quý vị, bắt đầu á cắt ra cái bơm lên. À quý vị bơm lên nó nặng chết, nó chê ra vậy cho nó đẹp. Nó không có gì. Lỗ mũi trời xanh vậy rồi bắt đầu mới độm lên á quý vị. Rồi mai mốt ông chồng ông lỡ ông quên hung cái nó dẹo nghe, thấy không? Trả giá hết đó, tất cả các điều phải trả giá hết trên cuộc đời này á quý vị. Nhân quả rất là công bằng. Có nghĩa là cái gì làm thì trả giá cái đó hả? Ở trong cuộc đời đó lỗi này nhân quả, nghiệp nhân mình đã gieo ra cái nghiệp nhân phải có cái nghiệp quả kèm theo thôi. Đó quý vị, chích ma tí là anh phải đi đến nhiễm sida bệnh thôi. Đó, cái đó là chuyện bình thường. Nó là gì không nói. Anh thức đêm là cuối cùng là anh phải sinh ra là rút ngắn cơ thể, rút ngắn thời gian sống của anh thôi. À, tại cái thời gian đó là thời gian anh nghỉ mà anh không chịu nghỉ, anh sống hết thời gian anh sống rồi. Đó quý vị, còn đâu nữa. Bây giờ anh tham làm quá thì là anh sẽ ngắn tuổi thôi. Nên nó có cái phim của bên Hồng Kông á quý vị. Có ông vua. Thì cái ông vua này á, ông mới được ông thầy bói, ông coi là ông vua 70 tuổi mới chết. Nó quý vị. Nhưng cuối cùng ông có 35 tuổi mới chết. Nên mà khi trước khi chết á, ông kêu ông thầy bói vô là sao mà khanh á bói ta 70 tuổi mà bây giờ có 35 tuổi chết rồi, khanh dám nói láo ta. Nó là khanh phạm thượng khi quân. Ông thầy bói là đâu có nói láo đâu. Nói đúng rồi, bệ hạ nói đúng. Hỏi sao vậy? Là người ta làm việc ngày có 12 tiếng, bệ hạ làm việc 24 tiếng. Ngày như vậy thì người ta sống 70 tuổi, bệ hạ sống 35 phải rồi. Làm việc tăng lên gấp 2, người ta sống 35 tức là 70. Anh làm việc gấp 2 người ta, ta làm 8 tiếng, anh làm 16 tiếng. Mà ông vua, ông làm chiều chính cái gì, người ta về hết, ông làm luôn, từ đó mới sanh ra bệnh. Ông gì lo lắng, triều đình nhiều quá, không nghỉ ngơi. Sanh ra bệnh, như vậy người ta làm 8 tiếng, anh làm 16 tiếng, anh rút ngắn nữa, cái thời gian sống phải rồi. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì cái giá nó phải trả sự bù trừ của nhân quả lại chỗ đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà mình tạo ra một cái dòng nghiệp từ ý mà của mình khởi lên đó quý vị, thì tạo ra một dòng nghiệp tất cả đều sống trong nghiệp hết đó quý vị. Nên cái thứ nhất là ham tài, không? Cái thứ hai nữa là ham sắc, tài sắc. Cái thứ ba nó ham danh, danh này cũng dữ dội lắm chứ không phải chuyện chơi đâu quý vị. Thẩm sâu trong tâm hồn mình thích danh. Làm gì mình thích ta khen vậy? Đó quý vị, nên ông Dale Carnegie á, ông ấy dựa vào cái tâm lý thích danh của chúng sanh này nè, ông nói muốn chê ai phải khen người ta trước, muốn xin tiền cũng phải khen trước. Đó quý vị, ví dụ như con cái muốn xin tiền má đẹp quá má, biết xin tiền chắc chắn luôn, còn cách nào chứ quý vị. Khen mình vài câu, bơm vài câu biết này, học là đắc nhân tâm của Dale Carnegie nè. Đó quý vị, nghĩa là con ta thích danh, con ta háo danh. Bây giờ thậm chí cúng chùa quý vị cũng phải có bản công đức, bản vàng. Và đưa lên bảng vàng. Bữa trước á, ở trong chùa ở thành phố á quý vị, rồi cô Phật tử đó thề nghỉ đi chùa. Hỏi sao thề nghỉ đi chùa chứ quý vị. Chỉ có một cái, một là cổ cúng 5 triệu tiền xây dựng chùa, mà cổ đứng ở dưới chót, cô kia cúng có 200 ngàn đưa lên trên đầu bảng. À, quý vị, cổ vô cổ thấy cái bảng vàng á, 5 triệu đi chót, hỏi sư cô đố cô chứ là 5 triệu với 200 số nào lớn? Ví dụ nói là 5 triệu với lớn 200. À, vậy chứ là số lớn hạng nhất hay là hạng chó? Bây giờ hỏi sư cô không biết cái gì. À, cái gì hồi mới lòi ra là tên đầu bảng là 200 ngàn mà tên cuối bảng 5 triệu là sao? À, 5 triệu phải đưa lên bảng 1 đầu bảng cho người ta thấy mình cúng 5 triệu chứ quý vị. Nên người ta cầu cái danh. Thẩm sâu trong tâm hồn người ta cúng nhưng cũng cầu danh đó quý vị. Bây giờ người ta xây cầu đi qua sông. Xây cầu qua sông thì thôi đi quý vị. Ăn Khánh Thành mời đoàn truyền hình xuống. À, quý vị, mà mời không sao mà phải bao xe bao cổ, bỏ tiền bao thơ cho người ta. Cái cầu xây có 20 triệu mà chi phí đài truyền hình xuống 5 triệu. À, để làm cái gì? À, quý vị, có phải cái danh không? Đưa mặt mình lên trần dần trên tivi nè.
nào quý vị, để cho người ta thấy ông này đã làm cái cầu, ông này đã làm phước thiện, ông này là có tâm nhân đạo, ông này có lòng từ bi, ông này đã lo cho dân chúng. À, quý vị, cái đó là cái gì? Ẩn sau tàn cái lớp đó là cái gì? Cái danh đấy. À, quý vị nằm đó, đó chứ không phải là cái chỗ mà lo cho dân chúng đâu. Phải không quý vị? Nên người ta ẩn tàng ở phía bên trong đó. Nói vậy có những người người ta làm người ta lo thật. Mình nói là có một số trường hợp mà không vượt qua được cái chữ danh đó quý vị. Thì bắt đầu, ví dụ như cứu trợ miền Trung, ở kế bên không cứu đâu, đi cứu tới miền Trung. Phải không quý vị? Nói vậy không có nghĩa là mà không đi cứu trợ miền Trung. Người ta ở kế bên xin lon gạo không cho nữa quý vị, mà ra cứu trợ tới miền Trung vận động cái là 7 là chục triệu, 100 triệu. Mà kế bên ta qua thằng bưởng lon gạo chữa nát hết. Nào quý vị, như vậy để làm chi đó quý vị không? Nè, để làm chi? Để ta lên trên báo người này đã cứu trợ bao nhiêu dân dân tất cả các cái vân vân quý vị. Nếu mình có lòng thương thật sự thì miền Trung mình cũng thương, cặp nhà cặp bên mình cũng thương luôn á quý vị. Nhưng nhà cặp bên cho lon gạo đâu ai hay? Không hay không cho. À, quý vị, chừng nào hay mới cho. Có truyền hình mới cho, có truyền hình nghỉ cho. Đó quý vị không? Tới cầu danh á. Nên á tài nga sắc nga danh đó quý vị, còn sự ăn uống nó còn là số một nhất đó. Ăn uống ta dành ăn dữ lắm quý vị. Người ta nói là món ăn là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được làm sao lộn gan lên đầu quý vị thấy không? Nên ta dành ăn dữ lắm quý vị, nhất là anh em ruột trong gia đình đó, mà ba mẹ chết dành ăn dữ lắm quý vị, dành ăn cái nhà ăn cắt đá xi măng không à quý vị, thưa ra tọ dành dữ lắm, dành đó là dành miếng ăn đó quý vị, để làm cái gì không quý vị? Để nó nuôi sống bản thân này nọ. Như vậy người ta nói cái miếng ăn đó là thâm sâu, nhưng thực ra cái miếng ăn bên ngoài thôi đó quý vị. Có nhiều người người ta ham ăn đến mức độ đó quý vị, ăn không coi nồi ngồi không coi hướng luôn. Cái có cái câu chuyện là chú rể ở miền Tây đó quý vị, là đi qua nhà của ông và vợ mới cưới, mới đi hỏi à. Bắt đầu đi lên ăn cơm á quý vị, con cá rô đây nè. Cái đầu người ta đưa cá rô ra, ông lấy cái đũa ông gấp hết cái tầm lóc phía trên ăn cái ông già ruột á thấy giật mình đâu có gì, lật cá rô lại ông quất thêm cái nữa hết luôn quý vị. Hai cái bắt đầu đi ra ngoài sao bếp, đi ra sao bếp người ta chiên bánh xèo, người ta mới vừa thảy ra chưa mời cha chưa trời mẹ chưa, ông lấy bóc ăn ông lấy bóc hốn ăn hết cái bánh rồi gì. Cái cô vợ sắp cưới thấy cô kỳ quá, là anh sao anh ăn không mời ba mời mẹ gì ăn trước, anh ăn sao mà anh ăn kỳ vậy? Ông là nóng giòn ăn ngon nguội dai nhất. Cái đó là lúc đầu chúng ta ăn ham ăn cái đầu là hết biết đường rồi nhớ quý vị. Như vậy ở miền Tây á, là ta kể chế nhạo cái chuyện mà ham ăn này có nhiều vấn đề lắm quý vị. Có cái câu chuyện là anh này nó chuyên môn đi ăn chật, anh qua cái nhà ta có người ta dọn cơm ra là anh qua quý vị. Qua mấy ban đầu á cái ảnh qua người ta không mời, ta thấy ta ghét ta không mời, cái là ôi mà có ớt hả, có ớt lên ăn 7 chén à, quý vị. Cái đầu có ớt ăn chén, qua bữa sau ảnh tay ra có ớt ăn chén, qua bữa thứ ba ông kia cũng ghét quá à, quý vị dọn cơm ra anh này, anh qua là thôi bữa nay ăn cơm bữa nay không có ớt à nghe quý vị. Cái ông là trời ơi, hai bữa trước ăn ớt cay thấy mẹ nhảy lên ăn luôn quý vị. Muốn ăn rồi là cứ nhảy lên à, quý vị. Còn là còn mấy ông mà đi nhậu nữa chứ, mà ông nhậu hay tàn tài nha, xóm dưới xóm trên đâu có phòng nhậu là biết liền, hay vậy đó. Ông gì rục rịch cái là biết liền khỏi ai mời hết trơn, hay là hỏi ai kêu tôi đó à, quý vị. Mấy ông kia thì ghét rồi. Ai kêu anh à, quý vị, ai kêu anh vô đây vậy, là không ai kêu tôi phải không? À, không ai kêu tôi bậy thôi, phạt tôi một cốc đừng rót ra uống rồi vậy. À, cứ vậy như vậy cái để thỏa mãn cho mình cái ăn uống của vị, bắt đầu người ta là bất chấp những cái vậy. Thì cái ngủ nghỉ nó cũng vậy đó, ngủ nghỉ là người ta quan trọng, người ta quan trọng giấc ngủ lắm, người ta làm biến người ta quan trọng giấc ngủ, nó giấc ngủ mà nay đụng vào một cái là người ta quạo liền. Nên có những đứa con nó đang ngủ có gì kêu nó đi làm nó dòm gì nó nạt mẹ nó luôn, nó đang ngủ mà kêu. Ví dụ vậy quý vị, đạo lý nào cho vậy quý vị? Dầu đang ngủ cũng phải giật dậy chứ. Bởi vì nếu cái việc đó là việc cần thiết, nhưng nó quan trọng giấc ngủ nó quá, nó không kể đạo lý. Mình nói gì mình mới thấy mình quan trọng cái giấc ngủ của mình đó quý vị. Ăn uống mặc nghỉ ngủ đó, đó là cái nghiệp nó tự dục. Mình sống trong cái biển dục, đó là mình biển tham đắm trong biển dục. Nên là Đức Phật dạy
ái dục sanh cho chúng sanh ra khổ quý vị. Nên nó từ đó mà chúng sanh bắt đầu là thoát khỏi cái biển nghiệp của cái ái dục này quý vị. Mà ái dục do đâu sanh, nói gì, do tác ý mà sanh ra. Nghiệp là do tác ý mà. Nên từ đó người ta mới có cái thiền chỉ. Thiền chỉ tức là dừng lại cái ý của mình. Dừng lại ý của mình là dừng lại cái tác ý của mình. Chỉ nghĩa là dừng lại tác ý. Ta dùng nhiều cái phương pháp khác nhau như dừng lại tác ý của mình. Mà còn tác ý nữa, dừng thiền chỉ là dừng lại. Cái thứ hai nữa gọi là thiền quán. Vì chúng ta có hai cái loại nghiệp, một loại nghiệp mới gieo chưa gieo và một loại nghiệp đã gieo rồi. Như vậy thì cái mới gieo ta gọi là tân huân chủng tử, còn cái đã gieo rồi ở quý vị ta gọi là tập khí. Như vậy chúng ta có hai loại, một cái loại sắp gieo, nói quý vị, một loại đã gieo rồi. Gieo rồi thì nó chứa trong biển a lại gia thức của mình á, còn nó chưa gieo á quý vị thì nó sẽ gieo. Như vậy thì cái mà sẽ gieo là từ trong tác ý mình sanh ra thì nó gieo cái mới. Như vậy thì mình muốn dừng cái nghiệp sẽ gieo và cái nghiệp ở trong từ đây cho tới tương lai thì người ta mới dừng lại tất cả các ý nghĩ. Không quý vị, lòng ý nghĩ mà dừng ý nghĩ người ta gọi là lòng lặng. Lòng mình lặng xuống mà tự tỉnh lặng, đó là thiền. Không quý vị, mà muốn gom nó lại chỗ một cho nó khỏi khởi lên luôn, người ta gọi là định. Không quý vị, vậy là thiền định. Mà thiền định này nó có thiền chỉ và thiền quán. Vậy thiền chỉ là gì? Thiền chỉ là dừng lại các ý niệm, nên ta mượn hơi thở hoặc là mượn câu niệm Phật. Thở ra Nam Mô A hít vào Di Đà Phật, mình với câu niệm Phật thôi quý vị, không có niệm nào khác cả, chỉ có niệm Phật. Trong tư tưởng mình chỉ có một niệm trong một sát na đó thôi, chứ không có một sát na mà hai niệm. Sân rồi thì không có cái từ bi, sân rồi không có cái khác. Nó tràn ngập hết cái tư tưởng mình, chỉ có một niệm đó thôi. Hết cái niệm đó nó mới qua cái niệm khác. Không bao giờ trong tư tưởng mình hai cái niệm liền lúc hết trơn á. Nên từ đó chúng ta niệm Phật thì tất cả niệm chúng sanh nó dạt ra hết. Nếu chúng ta niệm Phật mà đi tới tâm ma địa, có nghĩa là chánh định, thì tất cả niệm chúng sanh nó dạt ra hết. Nó không còn cái niệm chúng sanh nào nữa hết. Nó có gì? Tại vì trong cái thời điểm đó, tức thời đem ta tê đó, chỉ có một niệm thôi. Nên chữ niệm Phật nghĩa là, nên khi mà miệng mình niệm thì tâm mình phải tưởng tới Phật. Tưởng tới Phật là trong tâm mình tưởng Phật, gọi là niệm Phật, chứ không phải miệng mình niệm là niệm Phật. Trước khi chết không ai niệm Phật được đâu quý vị, cái miệng mà nó cứng đớ lưỡi, không ai niệm được bằng miệng đâu. Mà ta niệm bằng tâm, có nghĩa là niệm bằng ý. Là ý niệm, có nghĩa là mình tưởng nhớ tới Phật, muốn giảng sanh thì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thì lúc đó Nam Mô A Di Đà Phật dơi dơi trong cái ý niệm đó quý vị. Như vậy thì mình ở bên ngoài cung kính Đức Phật, miệng mình niệm Phật và tâm tưởng Phật, thì cái này mới gọi là tam mật tương ưng niệm. Thì người này khi chết mới được vãng sanh. Chứ miệng niệm không mà trong tâm không có Phật là không được giảng sanh. À, quý vị, tại vì khi trước khi chết miệng mình không thể niệm được, đớ lưỡi cứng lưỡi rồi. Có cô Phật tử là đi ban hộ niệm vậy lên máu giữa chừng, cô đớ lưỡi cứng lưỡi hết rồi. Nên mấy cái cô bạn kêu là niệm Phật đi, niệm Phật đi, cô ớ không không niệm được. Như vậy là mấy cô xung quanh hộ niệm cổ trên xe luôn á vậy, nhưng cuối cùng cổ không chết, cổ tỉnh dậy. Cổ tỉnh dậy còn sống. Cái là mấy cô bạn đó là sau lúc đó chị mà không niệm Phật ngay, thì cổ mới nói là lúc đó miệng tôi đớ lưỡi, tôi không niệm được. Nói là cái lưỡi cổ đớ cũng không phải, có niệm được. Không có gì. Như vậy thì nghiệp ma của chúng sanh sanh ra từ tác ý. Thì mình lấy câu niệm Phật để giữ tác ý đó, người ta gọi là thiền chỉ. Niệm Phật dừng lại tất cả các vọng niệm. Dùng câu niệm Phật để dừng các vọng niệm. Nó khác thiền chỉ một chút xíu là vẫn còn cái câu niệm Phật. Nếu mà giống như thiền chỉ luôn là niệm Phật đến còn câu niệm Phật rồi buông luôn câu niệm Phật, gọi là bất niệm tự niệm á, thì lúc đó nó tương đương với cái thiền chỉ. Nhưng mà mình dùng câu niệm Phật như lấy chiến tranh để làm nên hòa bình, mình niệm tới Phật tất cả niệm chúng sanh nó dạt đi hết, thì là làm cho lặng đi vọng niệm, thì cũng nghiệp chướng của mình vẫn được tiêu trừ ở tại chỗ đó. Cái thứ hai nó dùng thiền quán, tức là quán cái này mà được cái kia. Bây giờ ví dụ như quán bất tịnh thì hết tâm tham dục, mà mình quán từ bi thì hết cái tâm sân nộ. Vân vân, tức là tâm mình biết thương yêu. Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói rằng, nếu mà một chúng sanh nào thấy người nào lớn bằng tuổi mẹ mình thì kêu bằng mẹ, thấy cái người nào em mình là nghĩ là em ruột mình, thấy người nào cha mình là nghĩ là cha ruột của mình, thì người này sẽ không sân si và ghét bỏ những người đó mà biết thương yêu. Mà biết thương yêu những người đó thì ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho những người đó. Như vậy thì ta quán cái từ bi này mà người ta hết tâm sân giận tất cả chúng sanh, hết tâm ác với chúng sanh. Người ta quán bất tịnh là thân mình đó quý vị, trên dài xuống có 36 thức bất tịnh, để người ta hết tâm tham đắm về nam tham nữ, nữ tham nam, vân vân, để cho người ta định lại và tất cả các nghiệp chướng từ ở trong tâm của mình đó quý vị, nó dừng lại hết. Tức là cái mà mình đã gieo rồi ở trong chủng tử là tập khí, nó phá hết
không quý vị, dùng thiền quán ở bên ngoài mà nó phá ngược ở bên trong. Còn cái thứ ba nữa quý vị, muốn phá cái tập khí này là mình đi vào thiền định thôi. Nếu kiếp này mà muốn diệt đi tất cả các dòng nghiệp thì không con đường nào qua con đường thiền định cả quý vị. Do đó mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nhập vào các cảnh giới của thiền định, rồi Ngài xuất thiền định, Ngài nhập vào Niết Bàn để nhắc tất cả chúng sanh. Nếu trong kiếp này muốn diệt tất cả các nghiệp ở trong người của mình quý vị, qua con đường thiền định thôi, không có con đường thiền định không diệt được kiếp này đâu, chỉ là mỏng nhạt mòn bớt thôi. Dùng nhân quả thì sẽ qua kiếp sau. Ví dụ như chúng ta gieo cái nhân để chúng ta hướng là giải trừ đi nghiệp chướng đó quý vị, thì kiếp sau chúng ta sẽ bày trừ đi nghiệp chướng, sẽ đắc quả A-la-hán ở trong kiếp sau. Còn kiếp này muốn đắc quả ở trong kiếp này quý vị, chỉ có con đường thiền định duy nhất thôi. Thiền định chứ không phải là thiền tông. Thiền tông là một tông phái tu quý vị. Còn thiền định đó quý vị là một trạng thái tu hành mà tâm mình đi sự tĩnh lặng hoàn toàn và đi suốt trong quá trình của tâm. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó quý vị. Thiền tông là một tông phái đi vào thiền định đó quý vị. Nếu niệm Phật chúng ta có phương pháp thì gọi là tịnh độ thiền, cũng chúng ta cũng đi vào thiền định nữa. À, như vậy thì có nhiều cách để diệt trừ đi nghiệp chướng, chứ không phải mình trốn đời thời gian này mà mình qua cái khác là mình sẽ đoạt khỏi cái dòng nghiệp. Nghe không quý vị? Nên từ đó người ta thấy nghiệp nó chi phối tất cả chúng sanh mình sống ở trên thế gian này, nó bắt mình ăn, nó bắt mình uống, nó bắt mình nghỉ. Nghiệp mình sanh ra rồi nó quay lại, nó bắt mình phải làm những điều đó quý vị. Con mình sanh ra quay lại nó làm khổ mình là nghiệp đấy. Mình sanh ra nghiệp đó, và cái nghiệp cũng quay lại làm khổ mình. Nên nó có ba chướng đó quý vị. Nó có tam chướng: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, đây là ba cái dòng nghiệp nó quay lại nó cản trở con đường tu hành của mình đó quý vị. Đây gọi là tam chướng. Nên khi mà mình nguyện, nó nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não là cho nó nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp mình sanh ra nó quay lại nó báo làm khổ chính mình đó quý vị. Ví dụ như con mình sanh ra quay lại làm khổ mình, cái ý mình là ác sanh ra thì ý nó, cái ác nó tác động ngược lại mình. Cái thân mình làm sanh ra nó tác động ngược lại mình. Mình giúp người ta giúp lại mình, mà khi người ta giúp lại mình thì mình lại ham thích nó, mình lại sanh ra cái dòng nghiệp mới. Như vậy mình biết như vậy, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả vậy đời. Thì lúc đó người ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác nữa. Nó vì lúc đó ta bước ra khỏi dòng nghiệp, tức là ta không tác ý gì cả, vì lòng từ bi thương yêu mà làm thôi, chứ không có gì cái gì mà làm hết. Người ta gọi là trụ vào trong vô trụ đó. Nên ở trong kinh Bát Nhã Kim Cang, Lục Tổ Huệ Năng mới nghe một cái đoạn kinh mà Ngài ngộ đạo là chỗ này nè quý vị. Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là mà không gì cái gì cả, chúng ta không trụ sắp vào cái gì cả quý vị. Ví dụ người ta giúp người ta không phải là gì danh gì lợi gì tình, không phải gì cái gì mà làm cái đó, tức là không có chỗ nơi nương tựa, tức là trụ vào nơi vô trụ. Mà vô trụ chính là hư không là Niết Bàn. Trụ vào nơi tĩnh lặng nha. Như vậy trụ vào nơi tĩnh lặng, tĩnh lặng nó không có gì hết, trụ gì, trụ vào nơi vô trụ. Có nghĩa là không gì cái gì cả, không gì cái gì mà để làm cái này cả. Không có gì. Nên hết gì cái gì, hết gì gì, đó là chỗ nương tựa chân thật. Còn mình nương tựa vào con, vào danh, vào lợi, vào tình, vào tài sản, ruộng vườn nhà cửa, cuối cùng cũng mất đi. Mà trụ vào cái vô trụ là không trụ vào nơi nào cả quý vị. Thì chính cái đó là chân tâm, là Phật tánh của mình, nó tức sống với tâm hằng hữu thanh tịnh của mình. Thì lúc đó không còn chấp, không còn chấp thì nghiệp nó trừ đi tại đó. Nghiệp do tâm sanh, nghiệp do tâm diệt. Cái gì sanh ra đâu, diệt đi chỗ đó. Mà hồi nãy chúng ta nói là nghiệp do ý mình sanh ra thì diệt đi tại ý của mình đó quý vị, chứ không phải là diệt đi ở tại Đà Lạt hay là Nha Trang mà đi giải nghiệp được đâu. Không, quý vị. Như vậy thì cái gì sanh ra đâu, cái đó diệt đi đó. Nghiệp thì do thân khẩu ý sanh. Bây giờ mình tu thân khẩu ý ngược vào lại, gọi là thu tâm mật tương ưng, thì nó diệt đi tam dòng nghiệp đó, chứ không phải là nhờ người khác mà diệt nghiệp cho mình. Mà không, cũng không phải á, là chúng ta nguyện cầu mà được diệt nghiệp đó quý vị, mà được nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là gốc nghiệp chướng do thân khẩu ý mà sanh ra. Bây giờ mình tu lại thân khẩu ý, mà mình tu ngược qua lại thì nó sẽ mất đi tất cả dòng nghiệp. Tu thân ở bên ngoài là quan nghi và tế hạnh, đi đứng nằm ngồi đâu đó trang nghiêm quý vị. Miệng mình nói những lời ái ngữ và ý mình dừng lại dùng câu niệm Phật để thay những cái ý ác đó gì. Từ đó nghiệp nó phôi phai lần lần nó sẽ hết nghiệp. Mà cái gì nó cũng từ từ chết, không thể một lần. Nếu một lần ta gọi là đốn ngộ, từ từ ta gọi là tiệm tu. Mà đốn ngộ chỉ bậc thượng căn tượng trí tu hành nhiều kiếp, còn nhiều kiếp mình lang thang đi chơi không à. Do đó mình phải tiệm tu thôi, có nghĩa là mình thanh tịnh thân khẩu ý lần lần, nói những lời kiểm soát ái ngữ quý vị, và mình hành động kiểm soát cái hành động, và ý nghĩ kiểm soát cái ý nghĩ của mình. Như vậy nó mới tiêu tai được nghiệp chướng quý vị. Như vậy tiêu tai được một cái nghiệp nhân thì nó sẽ không có một cái nghiệp quả kèm theo đó quý vị. Vì thì nhân quả nó sẽ kèm theo từ nhân cho đến quả, mà cái dòng nghiệp của mình nó chi phối mình. Nên ta chia ra bốn cái loại nghiệp chính đó quý vị.
tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận tử nghiệp và cực trọng nghiệp nữa. Nó có bốn cái loại chính đó, thì chúng ta sẽ nói ra một cái phần khác. Nhưng đây chúng ta nói cái cơ bản để sanh ra nghiệp và một quá trình để diệt đi nghiệp đi, là tu thân khẩu ý nó sẽ diệt nghiệp. Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổng đắc sanh tịnh độ đà ra ni, nghĩa là diệt trừ nghiệp chướng trên quá trình sửa chữa thân và tâm của mình và miệng của mình. À, khi nói ra vậy là tu tâm mật tương ưng nó sẽ diệt đi nghiệp. A Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về không tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.